Thì bây giờ đã giao chu kỳ đại chuyến thứ ba, nhưng mà thầy cũng không nói năm nào sẽ đại chuyến thứ ba, nhưng mà mình nhìn theo cả thế giới đó, khắp thế giới cửa nhà ta nát không, cùng sớm làng bây giờ thấy thưa thớt bệnh như mấy lâu nay thầy đã nuôi dưỡng hết rồi, thì ngày tận diệt thì sắp đến đây sẽ có ngày tận diệt. Bây giờ quý vị thấy không, vợ sao chồng, chồng sao con, thì bây giờ quý vị nghĩ mà chiến tranh rồi thì phải sớm làng nó thưa thớt không? Thì chạy giặt không, không có ở được đây. Lớp nào đói, lớp nào đau, lớp nào bệnh, lớp nào khổ, là trong cái thế giới này là một cái thế giới để làm gì, là một cái thế giới để mà cho bà con thất tỉnh lại trong cái buổi hạ vương nay đã hết đời rồi. Phong ba biến đổi, đổi dời từ đây sắp tới, thì trong tổ đình đó, lúc mà thầy đã còn thì hai mươi mấy lưu miếu để làm gì, để cứu người. Chiếc xe thầy chạy, tại sao mà thầy không chạy thầy đậu, là tại vì nói sau này sẽ có đại hồng thủy lũ lụt, chỉ có chiếc ghe không cứu được, còn chiếc xe là trôi liều liều, cái gì thấy cũng như bên Trung Quốc đó. Đó, miễn mà lũ lụt rồi thì xe chạy đâu có được, nhà cái gì ở đâu cũng được, cái gì phải dời lên chỗ cao. Còn chiếc ghe là nói là chiếc ghe là nói là tiền Bát Nhã sau này đó, là thầy sẽ rước cái gì, là dùng chiếc thuyền nó mới rước được. Còn 24 lưu mới rước, là nói sau này sẽ có bệnh dịch khủng khiếp, sẽ dùng nước cam lồ của thầy đựng trong 24 cái lưu mới rước đó để cứu người nha quý vị. Chào xuân mới, dân chúng thế giới khắp hoàn cầu. Đó, thì bây giờ khốn nguy đa sự thì chào xuân mới, sắp sửa xuân mới sẽ đến nghe quý vị. À, thì mới nói một câu á, là chúng sanh á, cả thế giới này là phải tầm vào cái giáo lý của thầy. Thì trên tổ đình thì có hai mươi mấy cái lưu mấy vú, nhưng mà ở dưới đây còn dư cũng là mấy cái lưu mấy vú này, cũng là mua một thời của Đức Ông. Thì hôm nay chia sẻ cho bà con những cái lời hay tiếng đẹp trên cái mạng xã hội này, trong nước ngoài nước. Thì hôm nay thì đồng bằng là đồng sông, dòng nước sông thì phải có nước rộng nước lớn, con người mình cũng phải có người tốt và người xấu. Thì cái thế gian này chiến tranh nổ khắp vùng, là cả năm châu bốn bể thì phải nổ khắp vùng không? Cả thế giới nè, cửa nhà tan nát nè, cùng sớm làng thưa thớt quạnh chiêu, mấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiêu, ngày tận thế sẽ thắp tới đây sẽ tận, nhưng mà mình không nói giờ ngày nào sẽ tận, nhưng mà sắp tới sẽ tận. Thì quý vị đồng bào trong nước ngoài nước, gần xa kính mến, trong cái thời kỳ này là một cái thời kỳ để mà mình sửa lại dịch, sửa những cái xấu, sửa những cái không đúng vào cái đường đạo là đường đời. Cái xấu đưa ra, cái tốt đưa ra, mình mới đúng là con của Phật trời. Nếu mà mình không tin gì đó, đạo và đời thì mình hãy nên tin vào những lời tiên của tôi đây. Thì đời với đạo cũng gần đây sắp tới, sợ mai sao không thấy được Ngọc Hoàng thôi, tại vì chết rồi làm sao thấy được. Thì anh em trên cái mạng xã hội này cũng rất là nhiều người tốt, chứ không phải người nào cũng xấu hết. Thì tâm linh á, luôn luôn là sẽ có thật vào cái tâm linh. Quý vị hãy nhìn xem, thì sau lưng đây cũng là nói vào mấy cái lưu mấy vú này không, cũng tượng trưng cho sau này thầy sẽ về dùng nước trong lưu mấy vú này sẽ cứu chúng sanh trong cái thời kỳ này. Quý vị cũng đã có thấy rồi ha, thầy có để trong tổ đình ba món quái vật khủng khiếp. Một là chiếc xe của thầy, hai là chiếc ghe của thầy, điểm thứ ba là hai mươi mấy cái lưu mấy vú. Để làm gì? Để ngày lễ 18 tháng 5 để dùng nước đó cho bà con uống vô. Tin tưởng vào thầy
thì bảo đảm sẽ hết bệnh. Miễn không tin tưởng thầy, sau này thầy dìa thì quý vị tự đầu đập đầu vào gốc dừa thầy đã để lại hồi xưa. Thầy đã cũng có nói dặn kỹ cho bà con, thầy đi sao như vậy thì bất cứ chỗ nào miễn thầy dìa y gan thầy thì mới đúng là thầy đó nghe. Còn cái chu kỳ này thầy cũng từng nói là chừng nào đó, Mỹ Thận bắt cầu thì bây giờ đã bắt cầu rồi, thì đầu lai lộ vẻ sắp tới đây, thì sắp tới chừng nào tới đó xin thú gì là tôi không nói được chừng nào sẽ tới, nhưng mà nó sẽ tới vào năm tháng nào tôi không nói được, nhưng mà nó sẽ bước vào năm Thìn đó. Bây giờ mới nói là đó, năm Thìn bước đến, hỡi dân ơi, hỡi giới chiến tranh vụt gã rời, khốn nguy đa sự chào xuân mới, dân chúng hoàn cầu khó thảnh thơi. Thì hoàn cầu bây giờ dân chúng hoàn cầu khó thảnh thơi đó, thì bước qua năm mới này nó sẽ biến chuyển rất là cao độ. Chỉ còn 2 tháng nữa thôi thì nó sẽ đến cái năm mới là năm con rồng. Bởi vì hạ nguyên nay đã hết đời, phong ba biến đổi, đổi dời trong năm Thìn là năm con rồng 2024. Ngày lễ 18 tháng 5 năm 2024 sẽ có đại hồng thủy khủng khiếp và sẽ có chiến tranh bùng nổ khắp hoàn cầu, biến di thương hải, dùng phép màu lập đệ đời thủy quân. Chỉ có thầy mới làm, chỉ có thầy mới biết được cái cơ sắp sửa tới đây như thế nào đó. Bởi vì quý vị hãy xem và hiểu được ở đây đó là chỉ đồ và chỉ biết bao nhiêu nó bao nhiêu, còn cái gì nữa thì ơn trên người ta sẽ xây chỉ cho như đây. Thì thôi anh em nào ví dụ như có lời hay tiếng đẹp nào cứ mạnh dạn lên để đây tôi sẽ chia sẻ cho năm nay. Thì bây giờ đã giao chu kỳ đại kiến thứ ba, nhưng mà thầy cũng không nói năm nào sẽ đại kiến thứ ba, nhưng mà mình nhìn theo cả thế giới đi đó, khắp thế giới cửa nhà tan nát không, cùng xóm làng bây giờ thấy thưa thớt quạnh hiu, mấy lâu nay thầy đã nuôi dưỡng hết rồi thì ngày tận diệt thì sắp đến đây sẽ có ngày tận diệt. Bây giờ quý vị thấy không, vợ sao chồng, chồng sao con, vậy bây giờ quý vị miễn mà chiến tranh rồi thì phải xóm làng phải thưa thớt không, thì chạy giặt không, không có ở được đâu. Lớp nào đói, lớp nào đau, lớp nào bệnh, lớp nào khổ, là trong cái thế giới này là một cái thế giới để làm gì, là một cái thế giới để mà cho bà con thất tỉnh lại trong cái buổi hạ nguyên nay đã hết đời rồi, phong ba biến đổi, đổi dời từ đây sắp tới. Thì trong tổ đình á, lúc mà thầy đã còn thì 20 mấy lưu mấy vú để làm gì, để cứu người. Chiếc xe thầy chạy, tại sao mà thầy không chạy thầy đậu, là tại vì nói sau này sẽ có đại hồng thủy lũ lụt, chỉ có chiếc game cứu được, còn chiếc xe là trôi liều biều. Quý vị thấy cũng như bên Trung Quốc không đó, miễn mà lũ lụt rồi thì xe chạy đâu có được, nhà quý vị ở đâu có được, quý vị phải dời lên chỗ cao. Còn chiếc ghe là nói là chiếc ghe là nói là thuyền Bát Nhã, sau này đó là thầy sẽ giúp quý vị là dùng chiếc thuyền nó mới giúp được. Còn 24 lưu mới giúp là nói sau này sẽ có bệnh dịch khủng khiếp, sẽ dùng nước cam lồ của thầy đựng trong 24 cái lưu mới giúp đó để cứu người nghe quý vị. Thì ở đây á là tôi nói ra đây là để cho quý vị thất tỉnh, để cho quý vị đi vào đúng con đường chánh pháp. Thì cái cuộc đời này á thì nó không biết được hiện bây giờ tôi đang ở đâu và tôi sống như thế nào, chỉ có trời Phật mới biết được. Chúng sanh làm gì, hiểu gì, biết gì. Cái cuộc đời tâm linh, cái thế gian này là một cái tâm linh thật sự. Con người mình cũng vậy, ai sống cũng dài 3 năm cũng phải chết thôi, nhưng mà mình chết làm sao mà cho nở mặt cho mày, chết làm sao mà cho người đời tôn trọng mình, chỉ là mình chết theo cái thời cuộc mà quay về con đường chánh pháp. Thì lúc nào con đường chánh pháp
cũng cúng mình vào cái thời kỳ này. Miễn mà mình hung ác rồi, trời Phật không thể nào để cho mình. Thì hiện bây giờ gạo lúa nó cũng đã lên giá. Thì Tết năm nay thì quý vị cũng thấy chuẩn bị dự trữ gạo muối để dành ăn Tết. Kẻo quý vị sau này một chén vàng không đổi được một chén gạo. Đó. Quý vị mới nói một câu là mèo nuôi rồng bay vô dẫn là gì? Khắp hoàn cầu là sao? Phải nghịch lẫn, chiến tranh, anh em đánh anh em nhau. Đó là xảy ra cái gì? Chết sống với nhau. Ai thắng đây? Chỉ có người tu hành mới thắng được. Tại người tu hành đâu có tranh chấp, đâu có hơn thua, đâu có tranh đấu gì đâu. Là chỉ có người tu mới còn cái mạng sắp tới đây. Dạ. Thì Quỳnh ơi, có phải là bây giờ đó Trung Quốc bên kia nó ác quá, thì cho nên bây giờ là mới dịch bệnh mới nói nhiều không Quỳnh? Cái đó là không phải nó ác quá, nhưng mà nó vô cùng nó ác. Tại vì nó đập nè đền chùa, nó đập tượng Phật, làm các chư thần chư thánh người ta chấn giữ, nó đập tâm hiệp nổi dậy lên, thành ra trừng trị, là trừng trị cho cái nạn bệnh dịch bệnh này bùng phát như vậy. Thì từ mà tháng 4 tới giờ Trung Quốc không có ngày nào yên, vừa lũ lụt mà vừa động đất, mà vừa sóng thần, mà vừa hổ cực, làm ăn không được. Thứ hai nữa đó là ảnh hưởng cái mùa dịch này, đó là khủng khiếp như vậy. Không phải là riêng nước nào mà nước Trung Quốc là cái điểm đầu. Cái câu này là Sư Giải Pháp Hai cũng có nói, nước Trung Quốc sau này tận diệt là đứng đầu, là tại vì nước Trung Quốc này khinh thường những bậc tâm linh, không tin tưởng vào tâm linh, là xây cái đập tâm hiệp chặn giữ, chặn cái nguồn nước long mạch của trời ban thiên nhiên. Mà làm như vậy trời Phật nổi giận, thì trời Phật sẽ giáng cái đòn cuối cùng xuống cho cái nước Trung Quốc. Nhưng mà cái người dân Trung Quốc á, là không phải là xấu hết, ai cũng đều có cái tâm, nhưng mà người ta không biết niệm Phật. Thì từ đây sắp tới đó, là mình biết niệm Phật đi, là ai niệm Phật được thì trời Phật cứu. Không phải là riêng nước nào, nước nào có tu thì trời Phật sẽ cứu. Tại vì trời Phật đó, hồi xưa đó, là Phật ở bên Tàu, ngày nay Phật ở đó, miền Nam Việt Nam mình đó. Cũng như bây giờ quý vị thấy không, Trung Quốc bây giờ khổ như thảm, bây giờ thấy vậy đó. Là dân Trung Quốc khổ là tại vì dân Trung Quốc không biết tu hành đó, không biết niệm Phật. Thì bây giờ chỉ cho dân Trung Quốc mình gắng cố gắng, mình niệm 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật thì bất cứ ai cũng không bao giờ chết hết, ai cũng được trời Phật cứu giúp. Còn Ấn Độ thì Ấn Độ bây giờ đang ảnh hưởng gì à? Đó, lục bão, là có trận mưa máu bên Ấn Độ rồi nghe cái gì đó, là khủng khiếp rồi. Thì Ấn Độ thì nói chung ra thì cũng không bao giờ đó, tại vì Phật hồi xưa ở Ấn Độ thì bây giờ sao về miền Nam Việt Nam mình. Thì tại nước Ấn Độ thì nói chung ra cũng không có tu hành gì nhiều, thì thành ra ở trên nó trừng phạt là cái nước đó, cũng như là nó sẽ có một cái trận đại hồng thủy và một cái trận mưa máu, là cái đó là cảnh báo. Biển mà tu hết rồi thì không ai chết hết, tôi hứa với quý vị. Tết nay ăn Tết bình thường, nhưng mà ăn Tết hay nghèo, sang năm là ăn Tết chưa chắc gì ăn Tết được. Đó là đợi sang năm 2024 nha. Đó, còn Tết năm nay ăn Tết bình thường mà sang năm chưa chắc gì ăn Tết được, tại vì năm đó chưa đến, thành ra bây giờ mình nói Tết năm nay thôi. Còn miễn mà cái thời kỳ này á, mà lọt vào cái chu kỳ đó, mà tận diệt rồi, thì quý vị có chạy đâu cũng không khỏi lưới trời. Lưới trời khi thưa mà khó thoát, là mình nằm trong cái chu kỳ này đó, là trong cái thời thượng quân thánh đức này, là mình sẽ tu mới còn sửa tâm sửa tánh, ăn hiền ở lành. Dầu quý vị ở đâu cũng vậy, nước nào cũng vậy, mà có tu thì Phật sẽ cứu, Phật sẽ cứu quý vị nghe. Thì Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ thưa thưa huynh, cũng như thưa thánh có nói là trời đông gió thổi lạnh lùng, cua kình chở gọng về cùng lũ dê, như vậy thì có ảnh ý như thế nào, xin huynh chia sẻ cho bà con nghe. Dạ, thì cua kình là bây giờ cả thế giới kình với nhau, cua là cua ở dưới sông. Nhưng mà một cái điềm báo này
hồi hôm này gặp rất là kỳ lạ. Cua nó bò lên bờ, mà thậm chí ốc nó cũng bò lên bờ, nó bò vô luôn. Đó. Thấy nằm mơ thấy bò vô mấy cái luôn này uống nước, mà cặn cáo cũng uống hết luôn, ha, không chừa cái gì hết. Nhưng mà mình nghĩ sau này sẽ có một cái trận đại hồng thủy mà thiếu nước nè, thành ra cua ốc bò lên luôn để dành uống nước như vậy. Là mình thấy cái cơ này nó trùng khớp với cái giấc mơ của mình với huynh đã vừa kể. Cua kình với nhau là kình với nhau để uống nước mới có được cái sự sống. Nghe nói sau này á là nước sẽ không còn nữa. Cá với sông cũng sẽ hết. Mà vào cái chu kỳ nào thì thưa quý vị, ở đây không nói gì tiên tri mà cũng không có nói gì năm nào tháng nào, chỉ nói cái cơ thiên bao nhiêu thì mình nói bao nhiêu. Thì cũng có gặp được một cái giấc mơ khủng khiếp là nằm trên bao tháng nước ngập lên tới mỏ một két luôn. Mà người dân người ta là cũng như là không còn bao nhiêu, ít thôi, nhưng mà cái cơ này mình nằm trên bao thôi nghe quý vị, cái này là nằm trên bao thôi nghe, cái này là tôi đây cũng không nói là trên bao tôi có thật hay là có giả, nhưng mà mình thấy sao nói vậy. Nhưng mà nằm cái chu kỳ này á là nó sẽ có nước ngập tới mỏ két, tại vì kinh giảng cũng có để, thầy cũng có nói chừng nào suốt xu một chiều chết chôn không kịp thì nước gì. Thì quý vị thấy đi, nước xu một chiều là như thế nào, cũng như là cả thế giới này quy thuận về một nước, không tranh đấu, chỉ biết một nước, có một đạo, là chỉ còn một nước là một đạo, mấy xu một chiều chết chôn không kịp. Là những người nào mà người ta không tin tưởng thì chết chôn không kịp, thì lúc đó những người tin tưởng là thất tỉnh lại, thì người ta phải ăn hiền ở lành, thì lúc đó trời mới cứu được. Thì cái màn này là của màn của trời Phật, chứ không phải cái màn của cái thời kỳ hạ quân này. Thì sắp tới đây thì nói chung thảm với khổ ngày nay mới thấy rồi đó. Thì quý vị sẽ thấy hết tất cả trên cái thế gian này, trong cái quả địa cầu trái đất này, thì cái chuyện gì cũng phải xảy ra hết, chứ không phải không xảy ra đâu nha. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ thưa huynh, cũng như là có nhiều đoạn mà Tứ Thánh nói gì nè huynh, là chuồng bay khói tỏ, tử thi như bèo là như thế nào huynh? Trời chuồng chuồng là nó mới bay, khói là khói mù, tỏ là cái mùi thơm nó tỏ ra. Đó, tử thi là đó, là cũng như sau này chết chôn không kịp. Nó chuồng bay là chuồng chuồng sau này nó bay, là cũng như nói gì sau này nó là máy bay bay. Khói tỏ là cũng như máy bay phun những chất độc độc hại xuống thế gian mình. Miễn mình hết cái khói độc đó thì mình sẽ chết. Như thay thi dồn đóng đó, là cũng như chắc lên, người ta chết mà chắc lên như đầy cũng như là cái núi gì đó. Là chết thì gì? Chết vì dịch bệnh, chết vì chiến tranh, chết vì giặc giả, là cái đó là cái cơ thiên đã mở. Bởi vì trong sấm giảng thì nói chung nói rất là đúng chứ không sai. Nhưng mà mình bàn chưa tới, thành ra nó chưa tới. Nhưng mà sắp sửa tới chứ không phải không tới. Nha. Còn cơ thiên đã mở thì chúng sanh hãy nên gắng cố gắng niệm Phật cho nó gặp. Tại vì cái thời kỳ này là sàng lọc, thời kỳ này là tận diệt. Với hai nữa, anh em huynh đệ làm ăn cứ bình thường, chừng nào tới thì nó sẽ tới. Nhưng mình làm ăn, mình biết tu hành thì không bao giờ tới với anh em đâu, đừng nên sợ. Còn ai hâm he gì á, quý vị chứ đừng nên sợ. Tại vì mình ăn hiền ở lành rồi thì cái chết với mình không bao giờ chết. Mình ác đức mới chết, mình khi thường Phật Pháp, mình khi thường đạo đức, mình hủy hoại đó, đạo đức thì mình mới chết. Chứ mình biết quay đầu lại, ăn hiền ở lành, có hiếu với cha mẹ ông bà thì không ai đều chết hết, là ai cũng sống vào cái thời thượng quân thánh đức. Thì bây giờ á, thì năm mèo đã hết, thì rồng đã bước đến rồi. Thì năm rồng là năm gì? Phải vào cái chu kỳ thượng quân thánh đức. Bây giờ nói sau là bốn ông thẻ. Tại sao mà thầy đã cấm chấn giữ bốn ông thẻ? Tại vì bốn ông thẻ chấn giữ dùng bảy núi, là sau này đông tây nam bắc mới giữ được dùng bảy núi, là bốn cửa đó, là sau này người dân mình mới vào bốn cửa đó, chỉ có trung hiếu đó, tu hành ăn hiền đó là mới vào bốn cửa đó, là bốn cửa cuối cùng trong cái thời hạ quân này. Miễn mà bởi vì thầy mới nói một câu cấm bốn ông thẻ chẳng lẽ thua tàn,
chỉ có miền Nam Việt Nam mình mới được Phật thầy trấn giữ bốn ông thể thôi, chứ không phải không, miền ngoài này nè đâu có bốn ông thể đâu, thành ra lũ lụt động đất chiến tranh khắc thường, thời tiết thái mùa thế tiết nắng cùng mưa cũng khác xưa rồi. Tại vì hiện tượng El Niño là biến đổi khí hậu, El Niño là nói sau này nắng rất dữ, có thể nắng có thể là thiêu đốt con người mình luôn, có thể là cháy người mình luôn. Đó, biến đổi là biến đổi con người mình phải trở thành lại con người tốt, con người xấu trở thành lại con người tốt. Miễn mình tốt rồi thì cái bầu trời trái đất này không bao giờ mắc mộng ai nha, đừng cân nhắc quý vị. Là miễn mình đọc trong kinh giảng ra, mình nói đúng vào kinh giảng thì mình có phước, mà mình nói sai vào kinh giảng mình mất cái phước, thì sau này quý vị kiếm cái phước khó mà kiếm. Làm sai nên sửa. Thí dụ tôi nói đây đó, tôi nói đây cho quý vị thức tỉnh, tôi khuyên quý vị ăn hiền ở lành, chứ tôi không khuyên quý vị làm ác nghe. Ác đức á, thì nói chung á, các chư thần chư thánh người ta đã ghi chép quý vị, mình làm đúng thì ít, làm ác thì nhiều, trừ theo cái phước và cái đức sau này. Cái thời này là quý vị chỉ nhìn lên đi, nhìn lên bầu trời quý vị biết được cái cơ trời đã mở, máy thiên cơ mọi lúc mọi thai đó. Thì bây giờ đang thay đổi vào cái chu kỳ, vào cái đời thượng nguồn cái đức, là vào cái quả địa cầu 68. Thì còn một chặng cuối là chặng mấy cái lưu mấy vú ở Tô Đình, là cú cuối cùng trong cái thời này. Đại Hồng Thủy là nước cam lồ đó, của thầy đã đỡ lễ cho quý vị. Hiện bây giờ Tổ Đình lúc ngày lễ 18 tháng 5 thì mới được uống nước trong mấy cái lưu mấy vú hay mấy lưu mấy vú đó. Còn ngày thường quý vị là không uống được, là tại ngày thường nước không bao giờ có trong lưu. Ngày lễ tặng cho quý vị biết tin tưởng về Phật Pháp, thì cái ngày lễ đó quý vị mới được cái hồng ăn củ Phật thầy mình ban cho cái nước cam lồ. Quý vị tin tưởng, quý vị uống vô, quý vị cầu nguyện trước khi uống, cầu nguyện thầy ơi cứu con trong thời kỳ này, bệnh đau thì phải tiêu tan, dùng nước cam lồ của thầy ban trong hai mấy lưu mấy vú vậy, thì cái bệnh mình bệnh cỡ nào cũng sẽ hết. Không tin tưởng là chết không còn thầy. À, cái này thì bây giờ á, tại sao thầy mà chừa lợi mấy gốc dừa đó, gốc dừa nào cũng dừa nấy là hàng trăm năm không, là tại vì mình tu không tới thì mình đến đó mình theo cái trừng phạt của thế gian là đập dầu vô gốc dừa đó, là cái cơ thầy đã mở. Bởi vì thầy cũng đã vắng mặt đã lâu, trong bổn đạo có tin tưởng không, vắng mặt là thử thách, nhưng mà thầy luôn luôn ở bên chúng sanh hết đó, cả thế giới thầy cũng đều đi hết để truyền đạo ra đó, cho bà con hiểu. Thì tại sao hai trăm mấy chục nước mà còn lại 18 nước, là tại vì sau này còn lại 18 nước không, 18 Bắc Hương sẽ còn 18 nước. Thì nước Việt Nam, vì miền Nam Việt Nam mình là đứng đầu thế giới, là có Phật tại thế, dầu mưa bão tới đâu nhưng mà nằm trong vùng bốn ông thể thì không bao giờ ảnh hưởng cái bão nào, chỉ sương sương để cho thất tỉnh bà con miền Trung đó, lũ lụt đó, thì miền Nam mình ảnh hưởng, Huế đó, Đài Nẵng hoặc là cả thế giới bây giờ ảnh hưởng cái vụ thời tiết thay đổi, biến đổi El Niño là biến đổi, là biến đổi gì, biến đổi con người mình trở thành con người tốt trong cái màn kịch này. Thì bây giờ á, thì quý vị hãy nghĩ rằng một câu, rằng một câu đi. Tại sao mà ông trời là ổng nắng, mà nắng có thể là cháy da cháy thịt, là tại vì cái trái đất này nó đã già, nó đã hết đó, cái năng lượng, là hết cái khí thải. Thì bắt đầu cái khí thải độc nó xâm nhập vào, thì cái bầu trời trái đất này nó đã bị lũng, thì bắt buộc đó là ông trời ông phải đổi qua địa cầu mới, là quả địa cầu chỉ có người tu mới còn thôi, chứ người hung ác sẽ bị ánh nắng tiêu diệt chết chóc rất là nhiều. Thì bây giờ đang vô cái chu kỳ này đó, là bệnh này. Bệnh gì? Hô hấp xong chuyển qua bệnh dịch. Dịch này là cái thời kỳ cuối rồi, phải tận diệt cái lập đời lại. Nhưng mà Trung Quốc ảnh hưởng nhiều, là tại vì cái nước Trung Quốc đó là không tu nhiều, miễn mà tu rồi không ai chết hết,
Mình không nói gì riêng nước nào nghe, nước nào miễn mà tu rồi không ai chết hết. Đồng lòng với nhau mới tác cạn được biển Đông. Còn không đồng lòng thì ai cũng phải bỏ mạng, bỏ xác ở thế gian này. À, thì chúc quý vị đồng bào trong nước và nước gần xa, thì anh em thì nói chung ra cũng, anh em đã đi trước đã nói rất là nhiều rồi. Nhưng mà nói á, thì mỗi người mỗi khác, tại vì mỗi người mỗi cái đề thi khác nhau, và mỗi người mỗi cái pháp khác nhau, là mỗi người mỗi cái lời nói khác nhau, không ai giống ai đâu. Các bậc người ta đi trước, người ta cũng nói đó, cơ này cơ kia, nhưng mà tại vì mỗi người mỗi cái sứ mạng để làm việc, người ta nói tới đó là người ta biết tới đó. Mình không nên khinh thường bất cứ ai hết, tại vì mỗi người sứ mạng phải lên mạng xã hội này để phiên đời không à. Nhưng mà mỗi người mỗi làm việc như vậy, đặng cho quý vị cân nhắc lại con đường nào đúng thì quý vị quyết định, sai thì mình lên sửa. Đạo nào cũng trở về một đạo đó. Thì quý vị đó, phải hiểu rằng một câu, cả thế giới này ai cũng là con người, giàu đẹp hay xấu cũng là con người, cũng là cha mẹ tạo nên đó, giàu cùi đuôi sức mẻ như thế nào, cái đó cái nghiệp của mình. Ví dụ quý vị lành lẽ là kiếp trước quý vị có căn tu, kiếp này quý vị đọc hai lần làm con người mạnh khỏe lành lẽ không đau ốm là quý vị có phước nhiều đời nhiều kiếp. Còn những người nào mà có tật có nguyền đó, là kiếp trước quý vị thiếu phước thành ra kiếp này cho quý vị đầu thai có tật có nguyền, đặng cho quý vị biết tu hành. Nhưng mà có tật có nguyền thì cũng có những các vị mạnh thần quân người ta hỗ trợ cho quý vị có miếng ăn, đặng cho quý vị bước lên một cái con đường mới, đặng cho quý vị biết niệm Phật tu hành. Nhiều khi có tật người ta có tài, là cái đó cái nghiệp người ta phải trả. Còn mình mạnh khỏe lành lặn là kiếp trước mình có bố thí, có giúp đời, thành ra đầu thai nghèo nhưng mà cái tâm mình là cái tâm từ bi, nghèo nhưng mà cái tâm mình có Phật thì Phật sẽ cứu. Bởi vì nó câu là dạng sự khởi đầu nan, gian nan đừng có nản, có gian nan mới biết được cái đạo mà, có gian nan mới biết được cái tâm tánh mình thì luôn như thế nào. Đạo nào cũng gom về một góc, thầy vắng mặt là thầy sẽ về chứ không phải công việc. Mà bây giờ quý vị nghĩ đi, quý vị chờ thầy về mà quý vị có làm đúng theo những lời thầy đã chỉ cho quý vị trước đây chưa? Quý vị cầu mong thầy về càng sớm thì quý vị càng mệt thêm, đặng cho cái này cái cơ thử thách quý vị cái tu tập. Trước khi quý vị gặp thầy là quý vị đủ phước đức mới gặp được thầy, còn không đủ phước đức là quý vị không bao giờ gặp thầy. Nhiều khi thầy đứng trước mặt quý vị cũng chưa biết thầy, tại vì quý vị không buông bỏ được cái tham sân sinh, cái ích kỷ, cái nhỏ mọn thì không bao giờ thầy để cho quý vị gặp. Còn các vị nào mà người ta thấy được thầy hoặc là thấy được bầu trời hiện tượng như vậy là các vị đó là chuyển căn, là cũng như củ quyền sẽ chuyển cho cái tâm tốt, cái tâm mới thấy được mấy nói với bà con tôi thấy được gì là cái đó là cái tâm nó đã chuyển rồi. Còn quý vị chưa thấy được là tại vì quý vị chưa, cái tâm quý vị chưa đúng đó. Thì thành ra cái đạo và đời đó là phải đi đâu như nào, đúng ra là cái đời nuôi cái đạo đó. Đó, tại vì có cái đời mới có cái đạo, tại vì những người đời mới mằng ra mới có đồng nhân mới giúp con người đạo, con người đạo mới dạy lại con người đời. Miễn quý vị, các vị mình quân ta hỗ trợ quý vị, nhầm người ta cũng không có ăn tư, nó cũng ăn mặn, nhưng mà cái tâm Phật là cái tâm từ bi, người ta mới giúp cho quý vị mới có đồng nhân, đặng quý vị nuôi cái xác mình, quý vị mới lên mạng mới phiên lợi cho người ta, là cái đó mình trao đổi với nhau, có đạo có đời đó, trong cái mạng này mới đến là kết cục chung cuộc trong cái chu kỳ sắp tới đây. Thì bây giờ á, núi Ông Cấm thì xin thưa quý vị là cái núi đó thì sắp sửa đây nó sẽ nổ, nhưng mà nó nổ như thế nào thì không bao giờ biết được, nhưng mà nó sẽ nổ nha. Ngày tháng năm nào tôi không biết, tôi chỉ nói là sắp tới đây nó sẽ nổ, chừng nào tới quý vị biết. Quý vị hãy tu đi rồi quý vị mới thấy được núi nổ, còn quý vị không tu thì núi không bao giờ nổ đâu quý vị. Thế gian này là cũng cõi tạm cho để cho mình mượn cái sắc thân mình để cho mình tu tập,
miễn mà tu thành Phật hết rồi thì không ai còn ở ở cái cõi trần gian này để dạy đạo. Bởi vì thầy nhận năm cái sắc lệnh xuống để dạy đạo cứu đời, mà thầy vắng mặt là năm sắc lệnh này là cuối cùng thầy trở lại, là đến cái ngày lập hội hôm qua thầy mới trở lại. Là từ khi là quý vị phải biết rằng là hạ nguyên nay đã hết đời, phong ba biến đổi, đổi dời sắp tới đây. Dạ thưa huynh, cũng như là ông ba có nói cái câu này, huynh là để con thắc mắc là ông nói là chết nào bằng chết Âu Hoàng, nhưng thua cái chết khô khan khí trời. Chỉ là Âu Hoàng vậy mà khô khan khí trời chết dữ hơn hả sao huynh? Khô khan là cái như chết gì à? Nắng lửa tới tấp. Ôn Hoàng là dịch bệnh. Khô khan là mình chẳng hạn chết nước đỡ không chết khô. Chết khô là cũng như là cái vùng đất đó là cũng như là không tu hành ít thì ông trời ông mới trừng phạt chỗ đó là khô khan cằn cỗi không có nước. Rồi bắt đầu mình mới gom gì, chỗ nào có nước thì mình gom gì. Gom gì để tìm cái nguồn nước để sống chứ. Không lẽ giờ mình để chết khô không có nước, chẳng hạn quý vị không ăn được thì quý vị có nước quý vị sống. Mà quý vị không có nước được, cho quý vị ăn cỡ nào, quý vị không bao giờ bị sống được. Chỉ có nước mới cứu được chúng ta. Là nước có thể nuôi mình được, chứ mình không có nước thì trồng khô cỏ cháy, có cây lúa nào mọc, mà có hạt gạo nào để quý vị ăn. Chỉ quý vị thấy nước, nước mới nuôi được cái cây lúa. Có nước mới nuôi được con người mình. Bởi vì nói câu đất nước, gió lửa, mưa nắng, ấm áp. Là quý vị, đất là cơ thể mình có đất, nước là cái nước mắt mình. Lửa là cái tâm sanh si, ấm là chỉ có hơi thở. Một người mẹ nó cho mình một cái ấm áp để cho mình vượt lên, để mình tìm đường, để mà mình cứu bản thân mình. Chỉ có đạo mới cứu được đời, chứ đời không bao giờ cứu đạo. Bởi vì cái màn này là cái màn tận diệt, là diệt những người hung ác, mới lựa tiễn những người con rồng cháu tiên lại. Dầu đủ hay thiếu gì, cái màn này nó cũng phải kết thúc mà không. Dạ thưa huynh, cũng như là ông ba còn nói cái đoạn này như thế này đó, là huynh là âm thanh rao khắp trên không, ba đêm diệt trước mênh mông cứu người, núi tan đất sập bớ người, vi sơn đảo hải thương đời không tin là như thế nào huynh? Là cái đời mình là đâu có tin về cái đạo. Âm thanh ba tiếng sấm nổ thì quý vị có biết được sấm nổ chừng nào sấm nổ, nhưng mà nó đã nổ rồi. Tại vì quý vị không tin. Âm thinh là âm binh. Âm binh đi giải các mầm bệnh ở cho thế gian mình, để cho mình hưởng cái mầm bệnh đó đó, là mình sẽ tiêu diệt mình. Là con vi khuẩn đó, là con vi khuẩn bệnh để xâm nhập cơ thể mình. Miễn mình biết tu hành, biết niệm Phật thì vi khuẩn đó nó sẽ tiêu tan. Vi khuẩn đó là các thiên ma đó, là lâm phàm thứ. Vi khuẩn là vi khuẩn bệnh. Mà miễn âm thinh mà nổ rồi thì quý vị không thể nào mà chạy kịp. Tại vì mình nằm trong cái vũ trụ càn khôn, mình nằm trong cái quả địa cầu này, với ham nằm trong ngũ hành, thì bắt buộc phải xây chuyển cho con người mình. Con người không giữ phải trở thành con người hiền. Miễn mà không hiền được thì phải nổ thôi. Nổ để đọc đời lời. Sẽ nổ chứ không phải không nổ. Nổ là chính bản thân mình đã nổ ra. Là đời chưa tới là mình đã tới trước đời. Là tại vì mình không tin mình mới chết trước đời. Hiện bây giờ nè, quý vị thấy không? Đời tới rồi đó. Mọi người có biết được đời tới như thế nào không? Phiên tu hành á, mà quý vị có tu hành được không? Đâu có tu được. Tại quý vị thấy chưa thấy. Chừng nào quý vị thấy rồi thì lúc đó là quý vị có còn được không? Đó, thì bây giờ mình chưa thấy, mình nên tu hành mình mới thấy được. Còn mình không tu hành làm sao mình thấy được cái đời? Đó, đời và đạo cũng giống với nhau thôi. Đó, kẻ đi trước phải dắt bước người đi sau. Thì người tu trước phải dắt bước cái người chưa tu. Còn cái người chưa tu là hãy nên tu cho nó mau, để kẻo núi nổ vì tu không kịp. Bây giờ chờ chừng nào núi nổ rồi sao mới tu? Chưa núi chưa nổ gì hãy nên tu đi. Nổ rồi thì quý vị chết hết rồi còn đâu để tu. Dạ, dạ thưa huynh, cũng như là ông còn nhắc thêm cái đoạn này nữa là huynh là Long Dĩ xà đầu khởi chiến chinh, can qua xứ xứ khởi đao binh, mã đề dương cước anh hùng tặng, thăng dậu miên lai kiến thái bình. Thì là... bây giờ quý vị thấy không, phải khởi chiến binh
tầng khởi chiến binh đâu. Bây giờ đang khởi chiến binh nữa, khởi chiến binh cái gì? Phải tới cái gì nữa? Phải tới Đại Hồng Thị. Thầy có nói mà, sau này nước ngập tới mỏm cát mà, quý vị thích trời xem, sẽ có. Trong kinh giảng nói đúng chứ không sai. Nhưng mà tại vì mình á, bàn luận, bàn dưới luận, hãy xem, tranh đấu, nhìn bầu trời mới biết được ngày mai. Thì quý vị cứ nhìn đi, mỗi ngày mỗi khác, thì mỗi ngày mỗi chết. Con người mình nè, thế giới đao binh khắp hoàn cầu, việc người thương vác mới lập đời thượng quân. Đạo và đời hãy nên cân nhắc, hãy niệm Phật cho gần trước khi mình chết. Đó. Ví dụ quý vị niệm Phật cho gần đi, quý vị chết rồi Phật cũng rút cái gì. Còn quý vị mà chết mà không biết niệm Phật thì quý vị biết gì đâu. Không, quý vị không có vô được cái cửa nào. Là quý vị phải đi lòng vòng không biết niệm Phật làm sao Phật sẽ biết. Ba tiếng âm thanh sấm nổ là quý vị. Tiếng sấm thứ nhất là hôn mê thất tỉnh. Tiếng sấm thứ hai, giấy lộn lòng dân. Tiếng sấm thứ ba, khai mở hội thăng hoa. Sấm đầu tiên là tiếng sấm lập hội nông dân. Tiếng sấm thứ hai, hôn mê thất tỉnh 7 ngày 7 đêm. Tiếng sấm thứ ba, núi nổ. Là lúc đó mới tới công chuyện. Còn bây giờ là vô thời kỳ hội nông dân, là hội sàng lọc và cái hội dịch bệnh và cái hội để mà cho chúng sanh tu tập. Dạ. Dạ, trước khi mình kết thúc cái chương trình đó, sư huynh cho hỏi một câu nữa là ông nói như thế này là cầm ngọn đuốc mà thiêu ổ kiến á huynh, lấy đá to mà luyện trứng gà, chúng sanh thử tưởng tượng ra kiến kia sống chết trứng gà nó không, kỳ đại nạn cũng đồng cảnh ấy, là đại nạn kỳ tới này cũng như vậy hả sao huynh? Đúng rồi, thì mình nghĩ đi, cái đại nạn kỳ tới này là kỳ ba chín chót rồi, thì mình cầm cái đuốc đó, mình thiêu ổ kiến, thì cái đuốc gì, cái đuốc phải là lửa, miễn mà lửa đốt rồi kiến có còn sống không? Không bao giờ còn sống. Cũng như bây giờ nghĩ đi, một cái hạt nhân nguyên tử mà nó nổ rồi quý vị còn sống không? Cũng như một ngọn lửa, một ngọn đuốc đó, nó nổ rồi thì bất cứ ai cũng được chết hết. Nhưng mà chết về đâu, trời xin thương quý vị, chỉ có mình tu mình mới biết mình về đâu. Còn không tu thì cũng như một quả trứng gà mà mình chọi vô cái tảng đá này. Nếu quả trứng gà đó mà đúng vào quả trứng gà thiệt thì đá nó phải nổ, núi nó phải lở, đất nó phải sụp. Quả trứng gà tượng trưng cho cái quả trái đất này đó. Quả trái đất này mà nó mà không còn giữ nổi thì bắt buộc thì nó phải nổ. Nổ là như thế nào? Nổ là cứ như là con người mình đó, mình sống mình không có cái đạo thì trái đất này nó sẽ nổ. Nó nổ ra để làm gì? Để lập đời trở lại. Thì cuối cái video này nhắc nhở bà con cả thế giới năm châu này, chỉ có tu mới còn. Mình phải nên gắng cố gắng hơn nữa. Phước đức quý hơn bạc tiền. Dầu quý vị có tiền muôn bạc vạn, chết rồi không bao giờ đem theo được cái gì, chỉ đem theo được cái tội và cái phước. Con người mình phải hiểu được, mình làm đúng thì trời Phật sẽ ban cho mình phép màu để mình sống lại thời thượng quân cái đức. Mình làm sai thì trời Phật sẽ trừng phạt trong cái chu kỳ này. Chỉ có nước cam lồ mới cứu được, chỉ có thầy mới cứu được chúng sanh trong thời kỳ này. Bởi vì mới nói một câu, khổ với thảm ngày nay mới thấy, sợ mai sau chết không có chỗ chôn. Là quý vị chết không vô nhiều quá rồi làm sao chôn kịp, thì phải thay phơi dòng đóng không? Phơi không? Phơi là phơi thay ở giữa dòng sông. Có thể sau này xác thân mình có thể chắc thành núi luôn. Có thể xác thân mình đi lên mà mình không bao giờ nhưng mà đụng nước được. Những cái chu kỳ này là chu kỳ kết thúc và cái chu kỳ để mà tận diệt lập đời trở lại. Đó. Chúc quý vị anh em đồng bào cả thế giới năm châu này hãy gắng cố gắng niệm sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Vũ Sơn Kỳ Hương Phật, Nam Mô A Di Đà Phật.
thì cả thế giới sẽ bình yên, không bao giờ chết chóc nữa. Ai cũng đều cứu, miễn mình ăn hiền ở lành, có hiếu cha mẹ thì Phật trời sẽ cứu mình. Thì chúc quý vị trong nước và nước, Nam Mô A Di Đà Phật.